Nòng này, cái nòng này nó nhỏ, nó ngon này. Bánh này quá đỉnh cao, nhẹ nhàng. Ui dồi, đấy. Có vừa không? Đồng đặc xệt luôn. Sợ thật. Chào tất cả đại gia đình nhá. Đấy, một buổi sáng an lành, sức khỏe dồi dào. Hôm nay mình lại chia sẻ cái món gọi là lolotica cả nhà. Đấy, hôm nay mình mấy hôm mình đi ăn ở ngoài quán. Đấy, hôm nay ăn ở nhà, mình sẽ mua ít xương sụn non với cả mua cái lòng với ít tiết. Đấy, làm mấy bát tiết canh để chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy, buổi sáng còn an lành thế, hôm nay nói chung là mình định đổi sang cái món khác, nhưng mà ông họ mình bảo là tao thích làm bát tiết canh cho nó mát ruột. Đấy thì thôi, mình làm mấy bát tiết canh để chia sẻ cho cả nhà xem. Mọi người thấy hay cho mình một like và đăng ký kênh nhá. Mình chia sẻ để mình có thể ra được những clip tốt nhất. Lòng. Đấy. Mấy tiết canh này. Và đây là lạc, lạc rang. Đây là sườn sụn này. Tân sườn sụn không này. Đánh tiết canh này ăn cái này mới là ngon này, nó ăn nó chuẩn. Điện ra mình bật bếp lên nhá, lồi lửa lên nhá. Hai miếng này đánh thì thoải mái rồi nhỉ. Đấy, một tí nữa sôi rồi mình sẽ trần qua lòng nước là mời mọi người. Lòng này mình mua có khoanh lòng với cả miếng gan, miếng phổi cả nhà. Đấy, thì cái này để tí phổi miếng lòng, miếng gan để mình trần nước nóng ăn. Đấy, cho nó nóng hổi. Lòng thì mình cho kia trần mình thái ra đĩa. Đấy. Này mình không mua lòng non. Đấy, tiết này. Tiết này đánh thoải mái, rồi đánh chục bát hơn chục bát được. Rồi lắm rồi cả nhà. Chín này. Như này là 900% rồi. Đấy, bây giờ mình sẽ vớt ra để mình băm bổi nhá. Băm bổi. Hôm nay mình sẽ đánh bằng cái nước luộc thịt này luôn nhá. Mình múc vào bát tô mình đánh bằng nước luộc thịt này. Nước này là mình tráng làm 2 lần rồi. Nên là rất sạch sẽ rồi. Ở đây là hành để tí mình nướng này. Mình đánh với cả nước gừng này. Đấy. Bánh này ăn là chất lượng lắm này. Chuẩn. Hôm qua tao lấy mỹ rồi nhỉ. Cái bổi này mình đã băm xong rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ thái dọc dọc sống vào nhé. Ớt thì mình ăn ở ngoài thôi nhỉ. Đấy. Ớt thì rất là nhà có 3 cây ớt này. Thôi ăn ở ngoài cho bà mình ăn, nó này ăn ớt ngâm được. Ớt ngâm ớt xanh. Bằng nhỏ lên trộn lẫn vào cả nhà. Rất tuyệt vời, một trời. Bây giờ mình trộn vào mình đánh nhá cả nhà nhá. Đấy, mình băm chia ra bát xong rồi cả nhà. Đấy, bây giờ cái khâu này là quan trọng nhất cả nhà. Đấy, mình đánh bằng, hôm nay mình sẽ đánh bằng cái nước gọi là luộc thịt. Đấy, mình đun ra mình đổ đi cho mình lấy nước hai đấy. Mình đun là nó trong như này này. Nước đầu nó đục thì mình chắt đi. Mình cho con dô nó ăn. Đấy, mình sẽ đập gừng vào rồi. Đấy, gừng đập vào hành hết mình thái, mình đập ra mình cho vào bát mới lẫn với bổi, mới rau sống rồi. Bây giờ mình đánh nhá. Đấy, chia sẻ cho cả nhà xem, đánh đồng là tít luôn. Cái này thì mình cứ đánh vào một nước một tiết thôi cả nhà. Hoặc một nước hơn một tiết, một tiết hơn một nước được. Tiết lợn này đánh nó dễ. Đấy. Mình đánh nước sôi này nó cũng gọi là đỏ rực rỡ lên, cái cuối này đỏ rực rỡ lên luôn mà. Đấy. Gọi là một nước một tiết.
múc đổ đâu, không là nó đông trên tay đấy các nhà. Đấy, cái cành thì sợ mỗi đông trên tay này. Mình căn nước nó chuẩn quá, nó đông ngay mà. Mỗi đông trên tay. Để nó quá chuẩn rồi cả nhà. Ngon đấy, ngon và hấp dẫn. Mấy cái canh này đấy, ăn mấy cái canh này là chất lượng. Hai, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín bát. Đánh vào 9 bát cả nhà nhá. Nói chung là đánh này vẫn còn đánh được nhiều, nhưng mình thôi đánh được 9 bát thôi. Cứ một tiết mà nước mà như thế mà đánh nó chuẩn đét. Quấy sụp lên. Nó ra nó cảm giác như là đông ngay rồi. Cảm giác như đông ngay rồi. Vậy là ok còn bà B. Cái gì bà? Đông ngay. Ăn bị đông. Đông, con này đông rồi. Rõ ràng cái là cả đông ngay, đua đông luôn rồi cả nhà. Thấy không? Rõ ràng cái đông này. Cái đỏ tiết chuẩn này. Và xong tiết canh rồi, mình đến cái công đoạn thái lỏng. Mình cái phổi mấy gan này mình thái để cho cái bát để nhúng ăn cho nóng này. Đấy. Phổi này mình luộc lại. Luộc chín dừ lắm. Cẩn thận mình cái phổi mình cũng luộc cho nó chuẩn ăn cho nó chất lượng. Nó thơm. Giống phổi này ăn phải nóng mới ngon, mà ăn nguội nó không ngon. Kiểu như vậy. Đấy, rồi cái bát nhúng này. Quá tuyệt vời mặt trời luôn. Gan nữa. Phổi với gan là mình cho vào bát là mình nhúng. Còn lòng là mình để ra đĩa. Đầy bát. Ngon quá. Nóng hổi luôn, nóng cái trên tay. Bốc khói nghi ngút. Đây nóng này ăn ngon luôn này cả nhà. Ngon lắm này. Nóng này mời cả nhà nhá, ăn nóng luôn, thổi luôn. Ngon. Chạy tràn rồi. Còn cái nào mình thái cho cái đĩa đâu. Nòng này, cái nòng này nó nhỏ, nó ngon này. Nó không to như cái bánh xe bò. Ngoài con lợn này chắc là nòng, lợn nó không to. Mình đánh nó xong ngon. Rồi, cả nhà đánh vào 9 bát. Đấy. Cái này là phổi mega là mình trần nước sôi. Nòng mình trần hết rồi. Còn đây là bát này đánh cho con rôn, để cho đẹp, để cho nó hấp dẫn. Ngoài mời mời ông nhá. Đấy, mời cả nhà nhá, thưởng thức cái món con tiết canh. Huyền thoại. Ông thưởng thức đi. Ông nào cái miếng này ngon lắm này. Phổi đấy, ăn nó mát. Mời bà ra ăn này. Bà đang làm tí ăn sau cũng được. Ăn phổi ấy. Đấy. Đó, mát.
Ôi, ông nhai nó nhẹ nhàng nhỉ? Ừ. Không sợ đau răng. Êm quá. Êm quá. Bao nhiêu rồi? Vào đây. Đông già ngon. Ừ. Thơm quá. Đông già thơm ngon lắm. Rồi, bảo nó cắm cái quạt này. Thổi cho mát. Ừ. Ồ, nóng quá. Vào doanh. Ngon. Nóng ăn được không nhỉ? Làm ngon, nó vừa. Nó vừa. Thơm. Các ông ngồi đây mà ăn à? Ừ, sao ngồi đây ăn này? Ngồi đây các cháu nó ngại. Ừ. Cứ ngồi đây mấy ông cũng ngại cái gì. Làm miếng phổi ăn cũng nhận cũng là chất lượng. Đấy có khi ăn như này thì ngon không nhỉ? Ừ. Nó nóng hổi này ăn thì dễ ăn này. Hổi ăn còn dễ. Đấy. Nó nói gọi ông phở chả thấy gì. Chắc ông đi nhận công việc mới. Chắc nhận công việc công tác mới không? Xin mời cả nhà nhá. Ừ. Ngon lắm. Không, ừ. Cháu ngồi luôn rồi đây. Thằng cháu nói tướng bảo ngồi ăn nữa rồi. Đấy, ông với bác ngại. Ngại gì ngồi ăn. Không, không ngại đâu. À, lớn thanh niên thì mà sao bây giờ thanh niên rát nhỉ? Nó không như nó cháu hồi xưa. Thanh niên ngày xưa nó khác. À, nên bây giờ rát quá. À, thế rồi. Ấm lòng, ấm lòng người chiến sĩ. Làm miếng cứ thích ăn phổi ngon. Ngon phổi giòn. Tuyệt vời. Mời ông. Không chết à? Ngại à? Rất có mấy quả bé tẹo này. Tiên lên kia, lên cây rất. Quất này cả nhà. Đấy, thích ăn thì cứ lên cây rất. Cháu nó rất cho có hai quả. Cái phổi ngọt. Cái này hái cặp tiếp luôn. Xin mời cả nhà nhá. Ăn cái phổi lại ngon cả nhà. Được. Một tí luôn. Mà cái ông phở nó ngon quá. Ông nông ăn há. À, đấy nó ớt ngâm đây. Đấy, tủ này. Mời ông. Xin mời cả nhà nhé. À, sáng đến là nó mát mẻ hơn rồi. Hương liệu ăn bát tiếp vào nó hạ nhiệt. Không tốt là ăn nó mát. Ăn nó mát. Qua cháu ăn hai bát thích canh bệnh B này. Mai cháu mua về cho đánh hai ông con mỗi người hai bát thích canh B. Em làm bát bún nữa mua. Kiểu như là cái canh nghe đấy. Đấy, canh B. Mua người ta băm sẵn về mình chỉ phải đánh thôi. Vâng. Mình không phải đánh. Ghê nó cũng ở cái dòng ghê đó. Hả? Dòng dọc này. Bốn chân. Cái phổi dã. Mà phổi này có khi ăn no được. Cái phổi ăn tốt. Thích ăn hơn cái gà. Gà nó ăn nó dít. Cái phổi ăn nó giòn giòn, nó thật sự ngon. Gà nó dít. Gà nó ăn dít. Gà nó ăn ngon. Phổi ăn ngon.
quất này nó thơm. Quất này vụ đầu tiên. Thế thằng mà mình vận thì đến vụ đầu tiên là mình lấy quả mình ăn. Nứa hai đấy, ăn nứa này chuẩn, không có thuốc bọ. Bây giờ mình phá bát tiết huyền thoại. Đấy, ông phá bát. Đấy, phá hai ông con, phá bát tiết xong rồi cứ ngồi nhâm nhi buổi sáng đi thôi. Cho nó ăn lành. Buổi sáng cho ăn lành. Mấy khi được ngày nghỉ rồi mà. Đấy, ông ăn nhiều cứ cho nhiều vào. Ăn nạc cho nó bùi. Bát chanh, quất. Quất đấy, cho nó ít mà cho nó hương vị thôi. Một cất hơi bé. Hơi bé nhỉ. Nhưng mà thôi thế được rồi, ăn đấy là làm phép. À có hạt tiêu, có ăn được còn lấy hạt tiêu. À không. Mọi hôm ông cứ phải có hạt tiêu, hôm nay thì không cần hạt tiêu. Thôi ông mời đi thôi. Đấy, mời ông phải nhấm một tí đấy cho nó vào. Đấy thôi, hai ông con sáng đến làm được khoảng hơn chén. Ngon quá. Nhẹ nhàng. Ui giời. Đấy. Có vừa không? Vừa. Vừa nó ngon đấy. Nhìn ông ăn vừa sụn chiếc nhai. Không biết rằng là lúc này không. Răng nó chuẩn. Mà đánh nhiều sụn. Ông không thích sụn lần sau là cho ít thôi. Quan trọng gì đâu. Hai con ăn thì đánh nào cũng được. Miễn sao làm nó ngon là được rồi. Đấy, ông làm miếng nữa. Quá chuẩn. Ngon thế. Vâng. Chào bà. Cảm ơn anh chào. Bà mong mồm đấy. Bà mong mồm. Hút. Mình không hút thì cứ kệ con nó hút. Ông hút ông lại thèm. Ngon. Thế thôi, ông một mình ông làm hai bát. Còn hai bát là còn phần bà với cả cô thế thôi. Là đủ, đánh nghĩa là đủ. Đấy. Ngon thế. Hồi nhìn thấy ông ăn thèm nó bên đến được nơi toàn triển khai. Gấp đây mời cả nhà nhá, cá bắt tiết canh huyền thoại đen khác. Cái này đầy mình làm được nửa xị thôi, dần dần. Ngon quá cả nhà, đồng đặc sệt luôn, sợ thật. Hơi đậm đậm ngon đấy. Hơi đậm đậm. Đánh được hơi đậm là ngon. Không phải chấm. Sụn giòn tan. Ngon. Không bao giờ là ăn là chuẩn nhất. Đồng ú bát được. Đấy. Bánh này quá đỉnh cao. Nó bỏ ra không phải đỡ luôn rồi nhỉ. Đấy. Mình đánh bây giờ chứ canh ú bát. Nhiều bạn cứ bảo là thử úp bát, úp bình thường, úp vào lên đầu không đổ.
mời mọi người nhé. Không biết là bán nữa không bác. Làm đôi cái bát vừa úp luôn. Ngon quá. Đậm đậm ngon. Ấy ông nằm bát lên nữa. Ông ăn vòng nữa gọi. Ai con hôm nay ăn mỗi người hai bát, ông ăn được ba bát không? Yeah. Ông ăn hai bát, nên toàn ăn hai bát. Đây là phần bà với các cô, mỗi người hai bát. Đây là ăn vậy rồi, mai ăn thức canh bê rồi nhỉ? Ăn nhiều quá, mai ngấy. Mai tháng 10 là đấy cả. Đấy, hai con chỉ việc đấy là ăn rồi, không phải băng biết chờ lâu. Anh Yên nó ngại. Không xông xáo thế nào? Bà sao con gái đấy tận đây là từ sáng nhiên là nhìn phải xông xáo ăn uống này. Con gái mà đi đường phải vãi nó vào. Này trái xông xáo này. Đông nó bị chặt. Để ra chú hành ra đây. Mổ đéo. Mổ đâu? Toàn bác cơ chồng và cũng không phải cái lồn này. Ở nhà nó này nè. Xông con gái có khi phải chạy vãi đáng. Như ngày xưa đấy, con nó về đây sang bát thứ hai chồng lắm mày ạ. Sang bát này mình mời nhà nó hết ly này nhá, ăn bát thịt canh nó ma ruột. Bát này là úp bát này cả nhà, không có tí nước nào luôn. Bát này bây giờ đánh úp bát luôn. Ngon quá. Trường hai chỗ, một chỗ trên sâu nữa. Ớt muối ăn giòn lắm. Anh biết các bát thức canh đồng mà ăn cảm thấy chất lượng rồi nhỉ. Sườn sụn nó thứ nào ăn nó ngon, chả hành nướng mà nước gừng nữa rồi nên đủ hết gia vị bao người rau sống. À hai bát nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng gạch đào. Ngon quá. Không, ăn mạnh nó ăn nồng. Ăn mạnh. Đông. Đông. Đấy, đấy, đồn. 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 Video buổi sáng mình mua cái gọi là cái ít gọi là nóng lợn tiết canh ấy là nhỉ, Nonotica đấy. Đấy là
chia sẻ, hai ông con chia sẻ cho cả nhà xem. Đấy, mọi người thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh đấy, để mình có thể ra được những clip tốt nhất để gửi đến mọi người. Đấy, mai thì mình sẽ triển khai cái món là chiên canh B, chắc là chiên canh B. Đấy, đấy, chào cả nhà nhá, thank you mọi người.